Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Thì em lại tiếp tục lên cho anh em một cái lô máy hôm nay 13 cây nha anh em. Tiếp nối cái lô chữ Y buổi trưa thì bắt đầu cho anh em từ con Y20 và con cuối cùng dưới là Y32 ha. Giá ở đây thì cũng đã bao gồm là phí ship cho mình, phụ tùng theo kèm sẽ là 6 món. Hàng tới nơi anh em có quyền được kiểm tra, có quyền được test nổ máy, thử máy ok hết thì anh em mới trả tiền. Máy ở đây em cam kết cho anh em là hàng chính gốc của bãi Nhật, là chính người Nhật xài. Khi mà họ xài đúng cái thời hạn quy định của máy thì họ sẽ để ra bãi. Thì ở đây mình sẽ có một cái người gọi là ở bển, người ta thu gom những cái hàng đó ra cái công. Thì công đó thì về đây thì sẽ là bên em sẽ lấy nguyên cái công đó, là hàng chưa có ai đụng tay vào hết, thì bên em sẽ về vệ sinh lại thì chính anh em xài. Chứ ở đây không có bán theo kiểu là thu máy của dân ở đây, là người Việt xài xong rồi mua về vậy đó, rồi thay đồ mới vô bán cho anh em là gì, không có làm, không có chơi cái đó. Chơi cái đó là mất tiếng. Hàng chính gốc của bãi Nhật cho anh em 100%. Chỉ có một số trường hợp như là bình xăng lớn bể thay mới nè, hoặc là bình xăng con thay mới là do bình xăng zin của nó là giật rất là chạy chậm nổ anh em. Ví dụ như con Shindewai với lại con Echo nè, là hai con này thay bình xăng mới nè, là do bình xăng zin của nó giật rất là chậm nổ. Tại vì cái kiểu đời của nó anh em là xăng với Nhật, xăng với nhớt của Nhật á, là đúng của nó thì nó chạy mới ngon. Còn về đây của mình là xăng Việt Nam, nhớt Việt Nam, cho nên là nhiều khi giật nó khoảng 5, 6, 7 cái mới chạy. Bởi vì là thay bình xăng con mới là cho phù hợp, giật cho nó nhảy nổ với anh em ha. Rồi, clip thì em vẫn tiếp tục lên cho anh em là ngày 11 tây tháng 10. Lô chữ cái là chữ Y ngắn. Anh em chốt hàng nhớ cái mã máy giùm em, bắt đầu từ con Y20 và con cuối cùng là Y32. Anh em chốt máy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0917414042. Số này có Zalo ha. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Văn Tèo nha anh em. Anh em ngắn gọn anh em bấm Mai Văn Tèo cũng ra luôn. Thì hình thức của bán giống như đầu clip em có nói đó, là khi mà anh em chốt hàng thì sẽ được bao ship tận nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ủy ban xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Những anh em lần đầu tiên xem clip nhớ cho em một nút đăng ký kênh ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô con đầu tiên là con Y20 cho mình nha. Y20 là con máy siêu gọn nhẹ luôn nha anh em. Dòng Gobin cốc, nòng 31 ly, 21 cc. Tem mặt còn đầy đủ nha mình nha, mắt in dấu băng nè. Con này nó dùng chế là chế Wango và E là tay đỏ tự động luôn. Cái E này em có nói với anh em công dụng cái lô hồi trưa đó, là nó giúp cho mình đó, khi mà anh em đóng E á, anh em chỉ việc lên ra thôi là tự động nó chảy và nó mở, chứ không có phải như một cái số E gặt á, thì anh em đóng E là anh em phải gặt xuống anh em mở ha. Thì cái này nó giúp cho mình là không có sợ phải bị quên. Tại vì có một số trường hợp chị em phụ nữ hoặc là những bác lớn tuổi mà mới xài máy á, mà kiểu như có cỏ lên mới cắt, cỏ lên mới cắt, thì cắt nhiều khi nửa tiếng mới, nửa tháng mới cắt lần á, thì nhiều khi cái vụ cái E này quên hoài hả. Thì cái E tự động nó giúp cho mình triệt để là không có sợ bị quên. Và con này nó gọn nhẹ cực kỳ luôn nha anh em. Xăng nhớt luôn thì nó giờ là khoảng 3.3 thôi. Con này là tâm liền, tâm nhôm. Công tắc thì là công tắc ấn trên đầu máy ha. Lắp tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình luôn. Lắp là lắp zin luôn anh em. Trên lắp nó còn ký hiệu máy còn đầy đủ cho mình luôn, cực kỳ đẹp luôn ha. Áo vàng, liên lạc không bể không vỡ, bô thì còn trắng đẹp cho mình luôn. Y20 giá 1.200.000. Y21. Y21 là con Tanaka Bugi đứng anh em. Tình dạng con này thì cũng là nguyên zin nguyên bản hết cho mình nè. Bình xăng con là ga ngang, bình xăng lớn zin nguyên bản cho mình. Nòng con này 32 ly, 23 cc. Nếu mà con Y20 này anh em dùng cắt cỏ, mà cắt cỏ gia đình, cỏ nhỏ thì anh em cắt được ha. Còn anh em cắt cỏ mà cắt bằng dây cước á, thì anh em lấy con Y21 này hợp lý hơn. Tại vì con này anh em có thể cắt bằng dây cước được nè, tại vì nó 32 ly. Còn anh em cắt cỏ to thì anh em cắt bằng lưỡi dao giùm em ha. Tâm con này là tâm liền, tâm nhựa anh em. Công tắc thì vẫn là công tắc ấn cho mình nè. Tem mát phía sau đầy đủ cho mình hết luôn. Dòng này là dòng Tanaka 40 mắt nha anh em. Tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết. Con này anh em nhìn bề ngoài nó khá là kịch cộm, nhưng nó là đa phần đều bằng nhựa cho nên nó cũng khá là nhẹ. Xăng nhớt luôn thì con này nó khoảng 4.3, nó nặng hơn con này khoảng 1kg ha. Y21 giá 1.300.000. Y22. Y22 là con Shindewa nha anh em, nòng 32 ly, 23 cc. Áo màu xanh rất là đẹp cho mình luôn ha, cực kỳ bóng bẩy.
Bu ghi đứng, con này bình xăng con 2 kim mới nè, em có nói với anh em tại sao là 2 đó. Nhiều khi cái xăng nhớt của Hàn Nhật nó khác ở Việt Nam anh em. Cho nên là nhiều khi có một số trường hợp, một số con á là cái chế nó về chạy không được, bắt buộc phải thay chế mới của mình ở đây để cho nó phù hợp với tỷ lệ xăng nhớt của mình ở đây ha. Con này thì cái áo màu xanh, cái chụp giật màu đỏ là do cái chụp giật nó bị bể anh em, cho nên là lấy cái chụp giật của cục cái cũng loại gì nè, nhưng mà cái màu là màu đỏ ha. Bình xăng lớn zin nguyên bản nha. Tâm con này tâm nhôm anh em, tâm là tâm màu bạc cho mình luôn nè. Công tắc ấn cho mình luôn ha. Rồi, tay lái lắp đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn. Con này nó chỉ có một chi tiết mới đó là bình xăng con thôi, còn lại bao zin cho mình hết nha. Y22 giá 1.300.000. Y23. Y23 là con Robin Bugi đứng anh em. Đây chẳng hạn như con này là chế là chế zin nè. Cái những con máy nào mà về chế zin mà cố gắng á, lính của em nó cố gắng á là kiểu như nó dọn lên mà máy nó chạy giật nhảy nổ, cố gắng chỉnh cho mình á ngon lành hết thì nó sẽ để chế zin. Còn những con nào mà giật chậm nổ quá thì nó sẽ thay chế mới nha anh em, để giúp cho anh em về gọi là giật á thì anh em hay nói là 1 đến 2 cái là chạy đó. À thì những cái chế mới thì giúp cho mình, còn chế nào chế zin được thì em sẽ để nguyên cho mình ha. Tại vì chế nguyên chế zin á thì thường nó xài nó ngon. Thứ hai á là cái giá thành bên em khỏi mất công thay chế mới nữa, cho nên là nó cũng ngại gân khúc nữa. Ngu dậy không để đâu anh em. Nhưng mà về dù khi anh em giật nó không nhảy nổ thì bắt buộc phải thay thôi. Cái đó là trường hợp bắt khả kháng này. Con này thì nguyên zin nguyên bản hết cho mình nè. Bugi đứng cho mình luôn ha. Tâm liền tâm nhựa nha anh em. Công tắc ấn nè. Tay lái lắp đầu bò đầy đủ cho mình hết nha. Đó, con này nguyên zin nha anh em. Con này nếu anh em dùng mà cắt cỏ mà cắt bằng dây cước cũng khá là ngon ha. Tại vì con này Bugi đứng mà nó là dòng máy của Robin nữa cho nên chạy rất là phao. Y23 giá 1.300.000. Y24. Y24 là một cái dòng máy khá là quen thuộc với anh em. Echo khủng long ăn cỏ ha. Nòng 32 ly, con này 25cc. Dòng khủng long ăn cỏ thì đúng với cái tên như nó là con máy này chạy cắt cỏ rất là khỏe nha anh em. Nếu là anh em cắt bằng lưỡi hay bằng dây cước gì cũng vậy, rất là ngon, rất là phao máy. Và đặc biệt cái con này được cái ưu điểm một cái nữa là nếu anh em có nhu cầu gắn bơm nước thì anh em có thể gắn được luôn. Con này ở đây anh em có bán một cái tu hít ống 27 anh em, bơm rất là khỏe nha. Nếu mà đi gọi là gướng có thể đi được 10 mét luôn đó. Lốc còn rất là đẹp luôn ha. Áo thì nó là áo nhôm cho nên là bao xài không bị sợ bể vỡ nha anh em. Bình xăng con 2 kim mới, bình xăng lớn cũng đã thay mới cho mình. Công tắc ấn ha. Tâm là tâm gời tâm nhôm, mão thì còn nguyên si luôn nha anh em, rất là đẹp cho mình luôn. Y23 giá 1.500.000. Y24 nha anh em, giá 1.500.000. Y25. Y25 là con này cũng là dòng Robin nha anh em. Nòng con này là 34 ly, 26cc. Con này nó thơm ở chỗ là chụp giật lực nha, giật cực kỳ nhẹ nhàng. Bình xăng con đó là bình xăng zin nè, quanh gồ ra ngang. Bình xăng lớn thì nó cũng là zin cho mình luôn. Đặc biệt con này là tâm nhôm nha anh em. Quá chắc chắn ha. Công tắc ấn cho mình. Ốp eo xịn luôn nè, cực kỳ mềm mại luôn. Cái này là giúp cho anh em khi mà cắt nó sẽ đỡ bị đau cái phần eo nha. Lắp tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ nha, nguyên zin nguyên bản hết cho anh em 100%. Áo màu vàng nhìn cũng cực kỳ sáng luôn ha. Rồi con này cũng liền lạc, không bể không vỡ ở đâu nha anh em. Trợ lực bình xăng con ra ngang nữa thì quá tuyệt vời luôn. Y25 giá 1.600.000. Y26. Y26 là con Echo đời mới nha anh em. Nòng 32 ly, con này 23cc ha. Bình xăng con của nó là 2 kim mới nha anh em. Bình xăng lớn zin nguyên bản, chụp giật là trợ lực. Tâm liền, tâm nhựa ha. Con này thì nó dùng ra là cái bóp hệ nha anh em. Và công tắc nằm trên tay cho mình luôn. Bóp ở đó và công tắc cũng nằm ở đó luôn.
Láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình, trắng cỏ thì còn tem, láp cũng còn tem luôn nha anh em. Con này thì nó chỉ có một cái mới là cái bình xăng con thôi, còn lại là bao zin cho anh em hết và cũng còn rất là đẹp cho mình luôn ha. Ống láp nè, còn bóng 7 ha. Ốp eo xịn luôn nha anh em, cực kỳ mềm mại cho mình luôn ha. Y26 giá 1.600.000. Y27 Y27 là con Echo 253 nha anh em. Nòng 32 ly, 23cc, chụp giật trợ lực lớn, có giới thiệu. Trợ lực này em hay nói với anh em là giật mà như không giật gì đó, giật cực kỳ nhẹ luôn. Bình xăng con là 2 kim, vú bình xăng là vú to nha anh em, giúp cho xăng lên bình xăng con rất là nhanh ha. Hỏng đổ xăng là hỏng quay lên cho mình nữa nè. Áo thì áo màu đỏ nhìn cực kỳ đẹp mái luôn ha. Tâm liền, tâm nhựa ha, nguyên một cái màu màu là từ cái áo cho tới cái phần tâm là màu đỏ không luôn. Rồi, tên máy số seri đầy đủ cho mình nha. 5500-5661, made in Japan, đầu đầy đủ cho mình hết nha, gọi là thông số cho mình hết luôn nha anh em. Công tắc nằm trên tay luôn nè, trắng cỏ cũng là trắng cỏ zin luôn, nguyên bản hết luôn nha anh em. Y27 giá 1.600.000, dòng Echo là một trong những dòng máy chạy rất là tiết kiệm xăng luôn ha. Mà con này 32 ly thì nếu anh em dùng gia đình thì cắt bằng cước thì được, còn nếu anh em cắt cỏ cứng, cỏ bụi thì anh em cắt bằng lưỡi dao giùm em nha. Y28 Y28 là cái con Tanaka nha anh em. Nòng là 34 ly, con này 25cc nha. Chụp giật trợ lực lớn, có giới thiệu cho mình luôn ha. Đây, hình thức thì còn quá đẹp luôn nha anh em. Đỏ ao hết trơn nè, liên lạc không bể không vỡ ha. Con này nó dùng bình xăng con là bình xăng con quanh gồ nè. Đây đó, chữ quanh gồ bình xăng con. Và e là e tay đỏ tự động luôn nha anh em. Đó cái e này em có nói với anh em nãy giờ cái công dụng của cái e đó, là những người mà những bác những chị nào mà gọi là xài mà lâu lâu sạn lần mà cái e mà kiểu như đóng mà quên mở đó, tại vì đóng mà anh em giật chạy rồi mà anh em không mở ra nó sẽ bị ngập xăng, thì cái e tự động này nó sẽ giải quyết vấn đề đó cho mình, là khi mà anh em lên ga là tự động nó trả về cho mình luôn. Tâm liền, tâm nhựa ha, con này quá đẹp luôn nha anh em, một cái màu đỏ ao không luôn, quá tuyệt vời. Mặt tiền cũng vậy luôn, kết hợp là trợ lực luôn ha. Y28 giá 1.800.000. Y29 Y29 là con Echo Kirit 260, nòng 34 ly, 26cc nha anh em. Con này chụp giật trợ lực lớn, có giới thiệu này giống như con 235 hồi nãy em nói đó. Là cái con này anh em giật phải gọi là giật như không giật nè, giật cực kỳ nhẹ luôn. Bình xăng con 2 kim, vú cũng là vú to nha anh em, đơm xăng rất là nhanh ha. Hồng cũng là họng quay lên nè, nó giống như con 235 hồi nãy đó. Nó chỉ có cái là nó khác về công suất thôi, là con này nòng 34 ly, nó 26cc, nó khỏe hơn con 235 hồi nãy. Nếu cái nhu cầu anh em xài nhiều hơn á thì anh em lấy con này, còn anh em sẽ ít thì anh em lấy con 235 hồi nãy nó cũng hợp lý hơn ha. Rồi con này là tum nhôm nha anh em, tum liền cho mình. Nước sơn thì phần này rất là ok nè, không có chóc bảy gì nhiều, có cái phần bên hông này nó hơi bị chóc cái nỉm xíu thì nước sơn nha anh em. Chân cẳng thì còn đầy đủ luôn nha, cái bàn chân này em hay gọi là bàn chân vịt, mà chân vịt sim á anh em, họ đèn xì lì gì đó mà rất là chắc chắn cho mình nha. Rồi công tắc cũng nằm trên tay cho mình luôn ha. Y29 giá 1.900.000 nha anh em, liên lạc không bể không vỡ ha. Y30 Y30 là một con Mitsubishi TB26 ha. Nòng con này là 234 ly, 26cc. Con này nó thơm ở chỗ nó cắt là nhiều nha anh em. Nhiều chỗ, cái thứ nhất đó là chụp giật trợ lực nè. Cái thứ hai bình xăng con của nó là hai kim ga ngang quanh gọn anh em, cực kỳ tiết kiệm xăng luôn nha. Dòng này là vừa chỉnh xăng vừa chỉnh gió được luôn nè. Rất là tiết kiệm xăng ha.
trong lốc thì nó có dập mắt in da băng cho mình nè. À, nói chung mà anh em nào mà ví dụ như mua về mà cho mấy ông bác ở nhà xài đó, mà kiểu như mua mà sợ mấy ông nói chơi hàng không đúng hàng chất lượng của Nhật này kia các kiểu đó, mày anh em mua mấy con này trong lốc có dập da băng nè, về thảy cho mấy ông bác là mấy ông bác không được nào mà không cãi được, không được nào mà không nói được nữa chứ ha. Bình xăng lớn viên nguyên bản nha anh em, tâm là tâm liền, tâm nhôm cho mình nha. Đây tem mát thì nó còn, nó hơi mờ mà nó còn nha anh em, TB26 nè, số xe ghi thì 023720 nha anh em, vẫn còn thấy được cho mình ha. Bô thì quá đẹp luôn nha anh em, trắng bóc luôn nè. Công tắc thì nằm trên láp, hiện tại đang dùng tay đơn. Anh em nào dùng tay đơn được thì anh em để cái tay đơn này thì dùng nó gọi là nó gọn, anh em đi nó không bị vướng víu. Còn mà xài không quen á thì anh em đổi thành tay đôi, bên em đổi là đổi miễn phí cho mình ha. Áo thì quá đẹp luôn nha anh em, đỏ ao, không bể vỡ nha, liền lạc hết cho mình luôn. Y30 giá 2 triệu quá ngon. Y31 31 này nó giống như con Gobin hồi trưa em like cho anh em, là nòng là 36 ly 30cc, máy thì nó vẫn là nằm bình xăng trên nhưng nó khác ở chỗ là bình xăng con, là nó là hai kim ga ngang nha anh em, hai kim ga ngang quanh gồ cho mình luôn. Bình xăng thì vẫn nằm ở trên nhưng nó đích thực nó đúng chính xác luôn thì nó gọi là bình xăng dưới, tại vì bình xăng ở dưới nó hút ngược lên bình xăng con, nhưng mà ở dưới nó không có chỗ gác cho nên em gác đỡ cho anh em bình xăng nằm ở trên. Thì con này nó có cái lợi hơn cái thằng buổi trưa là nó chạy nó tiết kiệm xăng hơn nha anh em, chạy thì nó tiết kiệm xăng hơn, nhưng mà về nói chung mà về cái độ khỏe, nếu mà con buổi trưa nó 10 phần thì cái con này nó khoảng 8 phần thôi, thì cái độ khỏe thì nó không bằng kia, nhưng bù lại nó tiết kiệm xăng. Thì nói chung cái con nào, cái bình xăng nào thì nó cũng vẫn có cái lợi và cái hại riêng, một cái ưu và cái nhược điểm riêng. Con này tiết kiệm xăng, con kia tiết kiệm không bằng, nhưng mà bù lại con này chạy thì nó thua con kia chút xíu, con kia 10 thì con này 8, còn tiết kiệm xăng thì con này 10 con kia 8, đó hai con thì đảo qua ở lại thôi. Thì cái đó là tùy theo cái mục đích, cái nhu cầu anh em mình xài ha. Công tắc ắn nha anh em, bình xăng lớn này thay mới nha, còn đây là zin nha, tâm gời tâm lớn bố lớn nè. Ống cần thì vẫn là ống cần 28 cho mình luôn, ống cần rồi gọi là ống cần to đó, ví dụ như anh em cắt trong bụi trong sậy này kia nhiều, anh em sợ va chạm đó, thì cái ống cần này nó rất là cứng, cho nên là anh em yên tâm mà dùng, không có bị sợ gãy mớp méo chứ. Ống tới 28 rất là dày dặn nha anh em. Y31 giá 1.800.000, giá nó vẫn vậy luôn ha. Y32 32 con này là Kawasaki TD33 nha anh em, nòng 37 ly 33cc. Đây, bình xăng trên, xăng ở trên đổ trực tiếp xuống nè. Thấy không? Xăng ở trên đây nó sẽ đổ trực tiếp bình xăng con cho mình luôn. Nếu mà anh em không xài thì anh em khóa ngang này giùm em, còn anh em xài thì anh em mở xuôi xuống hay là xăng nó xuống nha anh em, còn không xài thì nhớ khóa lại giùm em cái để xăng nó không có tự động mà nó chảy xuống ở đây nè. Ví dụ như anh em rắc tới tôi thì đây cái lông tu nó ngợp nè, thì xăng nó sẽ nhiễu xuống thì tạm rất là khó chịu. Bây giờ khi mà anh em xài rồi anh em kỹ thì anh em khóa lại cái gì đi, hay là xăng nó không có nhiễu xuống nữa. Ha. Con này thì bình xăng lớn mới nha anh em, còn đây là zin hết, tâm là tâm gời tâm lớn bố lớn, công tắc gạt lên mở xuống là tắt, ốp eo thì bao xịn bao mềm cho mình luôn, còn cái chỗ móc dây đeo thì bao chắc chắn luôn nha anh em. Con này hiện tại đang dùng cái ống lắp xay á, thì cái ống lắp xay này nó có công dụng á là khi mà anh em cắt trong ngóc trong ngách thì anh em chỉ việc xay cái lắp, cái đầu máy nó sẽ vẫn giữ nguyên, chứ nó không phải kiểu như mà lắp chớp mà anh em cầm xay cái tay thì cái đầu máy nó sẽ đi xeo luôn, thì nó sẽ rất là nặng. Hay bởi vì cái người sản xuất ở bên Nhật người ta thiết kế gì á là cái đầu máy giữ nguyên, chỉ xe cái lắp giúp cho mình rất là nhẹ nhàng, và cái ống lắp cũng là dạng ống lắp to, cho nên là anh em xài thì bao cho anh em là rất là chắc chắn, không bị sợ cong vẹo mớp méo gì hết. Và con này 37 ly 33cc thì nếu anh em cắt cỏ đồi cỏ núi thì rất là khỏe nha anh em. Y32 giá 2 triệu chẵn ha. Rồi anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em, chào tất cả anh em nha.